Quá đã các bác ơi, sở hữu VinFast VF3 thuê pin chỉ từ 225 triệu 600 nghìn đồng, mua đứt pin chỉ từ 302 triệu 400 nghìn đồng dành cho những khách hàng trả thẳng ngay tại thời điểm giao xe. Còn nếu chúng ta trả góp sẽ được hỗ trợ 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm còn lại. Nhanh tay đăng ký đặt cọc ngay với anh Thành Auto theo cái số hotline là 0961 395 131 hoặc số Zalo 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Em Thành Auto hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu cũng đều hỗ trợ được cho các bác. Em Thành Auto xin cảm ơn. Các bác đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.